sau Metaverse thì liệu Web3 có phải là trend tiếp theo trong năm 2022 không? Và sau đây sẽ là top 5 đồng coin trend Web3 đáng chú ý nhé. Web3.0 là một từ khóa được mọi người tìm kiếm khá nhiều trong thời gian gần đây và cũng nhiều người dự đoán rằng liệu Web3.0 có phải là cái trend tiếp theo trong năm 2022 hay không? Vậy thì Web3.0 là gì và những đồng coin nào được xếp vào trong danh mục này? Hãy cùng Lizzy tìm hiểu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ khái niệm Web1.0 nhé. Các bạn có thể hình dung là vào những năm 1990, khi mà chúng ta search thông tin ở trên Internet ấy, thì Web1.0 sẽ hiện như thế này. Web1.0 chỉ là những dòng text được gắn thêm các đường link dẫn đến mảnh viết khác. Người dùng hầu hết là những người tiêu thụ thông tin và không thể tương tác với nội dung mình đọc được. Đến Web2.0 thì một trong những thay đổi lớn nhất đó chính là tính tương tác của Internet. Điều này có nghĩa là không chỉ có chúng ta lấy thông tin được từ các web mà các web cũng có thể thu thập được thông tin của chúng ta từ những cái việc chúng ta tìm kiếm ở trên Facebook này hay là YouTube hoặc là tra thông tin ở trên Google. Các công ty phi tập trung này bắt đầu thu thập dữ liệu về người dùng và dựa trên những dữ liệu này họ sẽ tạo ra những nội dung hấp dẫn hơn nhằm giữ chúng ta ở lại trang web của họ lâu hơn. Điều này đồng nghĩa với việc là công ty sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa thì các công ty cũng đóng gói tất cả các dữ liệu đã thu thập được và bán chúng cho các công ty quảng cáo khác để thu lợi nhuận. Web 2.0 là kỷ nguyên của các quảng cáo và nhằm đến những khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu các công ty thu thập được và hoàn toàn thiếu quyền riêng tư cho người dùng. Do đó nên là Web 3.0 được ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề trên. Với Web 3.0, quyền lực được đưa về tay người dùng, bản thân người dùng chính là những người sở hữu thông tin của mình và không thể bị can thiệp bởi bất kỳ ai. Ví dụ, đối với Web 2.0 thì để chuyển tiền cho một người khác thì chúng ta lại phải sử dụng những cái dịch vụ như là ngân hàng này, hoặc là ví Momo hay là Zalo, vân vân. Và chúng ta sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân của mình cho họ nếu như chúng ta muốn sử dụng dịch vụ của họ. Và các tổ chức này hoàn toàn có thể theo dõi hoặc là chặn các giao dịch của chúng ta. Còn đối với Web 3.0 thì người dùng có thể tự do chuyển tiền cho bất kỳ ai mà chỉ cần thông qua một cái ví như là ví MetaMask, và những cái giao dịch này sẽ không thể bị ngăn cản. Một ví dụ khác là với Web 3.0 là chúng ta có thể vay nhiều loại tài sản trong các lending protocol như là Compound hay là AV một cách tự do mà không cần phải tin tưởng bên cho vay, và tất cả mọi thứ đều minh bạch và có thể xác minh on-chain. Tóm lại, những ưu điểm nổi bật của Web 3.0 bao gồm: mọi thứ đều minh bạch và có thể xác nhận on-chain, người dùng có toàn quyền với thông tin và tài sản của mình, quyền lực được phân phối cho người dùng và không bị kiểm soát bởi một tổ chức tập trung nào đó, và các ứng dụng của Web 3.0 không yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân cũng như không thể ngăn cản việc thanh toán giao dịch của người dùng. Hiện nay thì một số quỹ lớn như là Grayscale, Multiply Capital hay là Priodic thì đều đang đầu tư vào Web 3.0, và một số đồng coin mà họ đang nắm giữ ví dụ như là The Graph, Helium, Lightpeer hay là Airwave Audios. Các bạn có thể kiểm tra danh sách các đồng coin thuộc danh mục Web 3.0 trên trang Mercury bằng cách vào trang mercury.io và nhập từ khóa là Web 3 trong ô tìm kiếm. Tổng vốn hóa thị trường của các đồng coin thuộc danh mục này là vào khoảng 57 tỷ đô tại thời điểm làm video này. Các bạn có thể nhìn trong cột sector để biết đồng coin đó đang giải quyết vấn đề gì nhé. Các sector chính trong danh mục Web 3.0 bao gồm quản lý dữ liệu, lưu trữ file, phân phối và sáng tạo nội dung, định danh. Và 3 dự án Web 3.0 tiềm năng đó là Dot, Link và Theta đã được Lizzy review ở trong những video trước, và Lizzy sẽ để link ở dưới phần description cho cả nhà cùng theo dõi nha. Và 2 dự án tiếp theo mà chúng ta nên chú ý đó là AWV và Lightpeer. AWV là giao thức lưu trữ dữ liệu blockchain dựa trên thuật toán đồng thuận thế hệ mới là Proof of Access để tạo ra kho lưu trữ dữ liệu thực sự vĩnh viễn đầu tiên trên thế giới. Mục tiêu của team dev là tạo ra kho lưu trữ vĩnh viễn, chi phí rẻ và được kiểm duyệt. AWV là một blockchain protocol và có token riêng của mình là AR token. Dự án đã huy động được 22 triệu đô qua các vòng ngoại vốn và được hậu thuẫn bởi những quỹ nổi tiếng như là Coinbase, Multicoin. Đội dev của dự án đều là những người có kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc lâu năm trong các lĩnh vực liên quan. Tiếp theo là dự án Lightpeer. Lightpeer là một cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho streaming video theo hướng phi tập trung, tận dụng tính phân quyền của blockchain giúp cho việc phân phối nội dung trở nên hiệu quả và nhanh hơn với chi phí rẻ hơn so với các kênh truyền thông như là YouTube hay là Twitch. Dự án được hậu thuẫn bởi các tên tuổi lớn như là National Capital, Turing Capital, Patera Capital và đặc biệt là Multicoin Capital. Quỹ Grayscale cũng đã thành lập quỹ Lightpeer Trust vào khoảng tháng 3 năm 2021 với tài sản quản lý hiện tại là vào khoảng 36 triệu đô la. Và cả nhà lưu ý là tất cả những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư nhé. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Đặc biệt là nếu ai chưa tham gia vào ngôi nhà chung Chill Crypto Community thì mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Và đừng quên là chia sẻ cho tất cả những anh em bạn bè đang tìm hiểu về thị trường crypto, bởi CCC sẽ là một nơi mà có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích dành cho mọi người đó. Ok, from CC with love!